Xin chào mọi người, mọi người cùng làm tranh từ đá cùng với mình nhé. Hôm nay mình sẽ cùng với mọi người làm một bức tranh về chú ngựa vằn nhé mọi người. Và mình sẽ dùng đá Thạch Anh ngũ sắc để hoàn thành cái bức tranh này nhé. Tôm ơi! Tôm! Kêu Tôm đứng lên dọn bát rửa bát với mày chảy đi đây! Đi đi! Kêu Tôm đứng lên dọn bát rửa bát với mày chảy! Tôm ơi! Mình đã hoàn thành xong cái bức tranh này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình.